Chào các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ đi sửa cái quạt sân hao này, quạt phun sương sân hao nó bị hiện tượng là loạn điều khiển các bạn ạ. Đây, quạt phun sương sân hao. Đây, mình sẽ giới thiệu qua về những cái nút của nó này. Đây là nút on này, beep này, tức là bật và tốc độ này. Chỉ có bật và tốc độ 1 2 3 thôi nhá, có chức năng như thế thôi. Nút thứ hai là nút swing quay, tức là nút tuốc năng đấy, quay trái phải đấy. Nút thứ ba là nút phun sương đấy. Nút thứ tư là nút tạo ion này. Nút thứ năm là nút đuổi muỗi này. Nút thứ sáu là nút tắt này. Tất cả những nút nó ghi ra đây là nó có tác dụng là đều ghi đây nhá. Thì bây giờ có hiện tượng là mình bấm nút này có thể là bật được này, cũng tắt được này. Vậy bấm nút này thì nó lại lên cái nút đuổi muỗi này. Ví dụ mình bấm thử nhá, bật này. Đấy, bật này. Này, số 1 nha, số 2 này. Số 2 này, số 3 này. Tiếp cái nữa này. Đấy, bật và tắt thôi, như này là ổn nha. Nhưng có lúc lại bấm cái này nó tự tắt luôn. Đấy. Như này là ổn rồi này. Đây là nút swing quay trái phải này. Đảo gió tốc năng này, bấm này. Đấy, như này là ổn nha. Rồi, đây nút phun sương này. Có sương phun ra, cái này là ổn nhá. Đấy. Tắt phun sương này. Tạo ion này. Tạo ion là đây. Cái này là báo tạo ion này, tắt này. Rồi, đuổi muỗi này. Đuổi muỗi này báo này, đấy. Tắt này. Về tiếp tục bấm nút tốc năng này. Đấy, tốc năng này nó lại tắt phun sương, tắt đuổi muỗi này, tắt tốc năng, tắt đuổi muỗi này. Bấm mỗi cái nút này thôi nha, nút tốc năng thôi nhá. Đấy, nó lại. Đấy, tắt đuổi muỗi này, trong khi bấm đuổi muỗi này. Nó cũng tắt đuổi muỗi này, bấm tốc năng này. Tắt này, tắt thì nó lại lên đuổi muỗi này. Nó lại tắt này nó lên tốc năng này. Đấy, đấy bây giờ nó mới tắt được. Và cái thai là nhiệt độ nó lại 31 độ. Bật lên này. Đấy, nó lên 32 độ này. Lúc nãy 31, bây giờ lên 32 này. Đấy, trong khi đây, mình cũng một cái quạt này nha. Cái quạt này. Mình bật lên này. Đây, chỉ có 30 độ thôi. 30 độ nha. Mình, cái quạt này mình xác định nó chính xác này. Bởi vì mình có cái điều hòa để làm chứng này. Bởi vì là cái này 30 này. Cái này lúc 31, lúc 32. Đấy. Thì đương nhiên mình sẽ phải nghi ngờ một trong hai này, hai cái này đúng không? Thế nhưng mà bây giờ mình có cái điều hòa này, mình đã bật cái chế độ lạnh 30 độ nhá. Đây, điều hòa đang bật nhá. 30 độ nhá. Đấy, mình lấy cái này làm chứng nhá. Đây. Nó thể hiện đúng, nó đo đúng là 30 độ nhá. Đây, cái quạt này. Quạt này là của tiêu chuẩn châu Âu luôn, nghĩ nó sẽ chính xác hơn. Đấy, đang báo 30 độ nhé. Đấy, chính xác theo điều hòa nha. Còn con này thì nó lại báo là 32 độ. Đấy, 31, 32. Đấy. Rồi, mình tắt cái này đi này. Mình cũng tắt luôn cái này đi này. Đấy. Thế thì bây giờ vấn đề của mình là một là nó bị loạn điều khiển, hai là cái nhiệt độ, báo nhiệt độ nó bị sai. Đấy. Theo kinh nghiệm của mình ấy, theo như kinh nghiệm của mình ấy thì nếu mà có điều khiển bằng điều khiển ấy, điều khiển từ xa, mình bấm vào đây này. Bấm mà các chức năng nó bình thường thì nghĩa là cái điện áp của cái bo mạch này ok. Mà bấm mà vẫn bị loạn ấy thì là cái điện áp của cái bo mạch nó có vấn đề. Thế thì bây giờ mình không có điều khiển đây, mình sẽ xác định là một là lỗi của bo mạch trong này, cái điện áp của nó không đủ 5V cấp cho cái bo mạch để nó bị loạn chức năng. Đấy. Cái thứ hai, nếu mà bo mạch đủ điện thì những cái nút nhấn này có thể bị chạm chập khiến cho cái lệnh đưa vào nó không chuẩn. Đấy. Cái thứ ba là những cái đèn led hoặc là những cái linh kiện, ví dụ chi ắc
đấy, những cái đấy nó bị chạm chập thì nó cũng khiến cho cái lệnh nó không chuẩn nữa. Vấn đề của cái điều khiển, vấn đề thứ hai về cái nhiệt độ, mình nghi là cái sợi cảm biến nhiệt độ nó có vấn đề đấy. Thì đây đây thì mình có mua sẵn một cái sợi cảm biến nhiệt độ này đấy, về nếu mà kiểm tra cái sợi trong này có vấn đề thì mình sẽ thay bằng sợi này. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra để kiểm tra xem cụ thể nó như thế nào nhé. Đây, sau khi mình đã tháo cái vỏ hộp của quạt ra thì đây là cái bo mạch của nó này. Đây, đây là cái sợi cảm biến nhiệt này. Đấy, nó đi cùng buộc vào cái sợi dây nguồn này. Đấy, thì vấn đề của mình hôm nay là gì? Kiểm tra xem có đủ điện áp 5V ở đây không. Đây là cái con tụ 470 microfarad 16V. Đấy, khi nó đủ điện áp 5V ở đây thì nó sẽ nuôi cho cái bo mạch, cái vi xử lý này và cái bo mạch này, bo mạch phần điều khiển phần này. Đấy, còn bo mạch phun xương, bo mạch phun xương là phụ thuộc cái bộ đổi nguồn này, bộ hạ áp này. Đấy, là do cái nó đi qua cái bộ hạ áp này, qua con tụ nọc này, rồi đi qua cái rơ le này để đóng ngắt, đóng mở điện cho cái sợi dây này, đóng mở cho nó cái sợi dây này, sợi dây đỏ này, qua rơ le đóng mở để xuống cái biên áp dưới kia. Qua đây nó vẫn là điện áp 220V nha các bạn. Đấy, xuống dưới kia nó mới đây có biên áp này, nó mới hạ áp cho cái mạch phun xương ở dưới này. Đấy, tức là cái phần dưới này nó phụ thuộc vào mạch phun xương, còn phần trên là phần điều khiển, 5V là điều khiển cái khu vực này, còn nó điều khiển cái rơ le này. Đấy, nó để đóng mắt rơ le, đóng mắt cho cái biến áp dưới này. Thì vấn đề của mình là kiểm tra xem đây có đủ 5V không. Đấy, không đủ 5V thì chúng ta kiểm tra đến những cái phần đằng trước nó, bao gồm cả những con đây biến áp này, rồi là con rồi bơm 12A này, con 7805 này. Đấy, 7805 đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện mình đo thử nhá, cắm điện để đo, đo ở đây, đo chân con tụ này. Cắm điện vào, nó kêu tít 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 tít, tức là cái phun xương này, công tắc cảm biến mực nước ấy, không còn nước là nó kêu. Mình đổ nước đầy vào nó sẽ hết kêu, nó sẽ hết nháy, nó kêu để báo thôi nhưng mà vẫn nháy nhá, vẫn chưa có nước là vẫn nháy này. Còn khi mà có nước đủ thì nó sẽ không nháy như này nữa. Đấy, cảm biến phun xương. Rồi bây giờ mình để điện áp một chiều nhé, thang đo điện áp một chiều mức 20V hay 200V cũng được. Mình sẽ đo chân tụ lọc này xem nó có đủ 5V không. 5V này, các bạn không nhìn rõ, có nhìn rõ không? Mình đây cho dễ nhìn nhé. Đây, chân tụ nọc này. Như vậy nó có đủ 5V nha các bạn. Có đủ 5V cho nuôi vào bo mạch này. Đo diogenơ này xem. Diogenơ này là của cái 12V3 nha, là cái phần mạch hạ áp của cái rơ le này là ok nha. Như vậy là mạch phun xương, nguồn cấp trước của mạch phun xương và mạch điều khiển cái bo này nó ok. Thế thì vấn đề của chúng ta là gì? Rút điện ra này. Đây, vấn đề của chúng ta là điện áp đủ điều khiển ok mà điều khiển không được. Điều khiển không được thì chúng ta sẽ kiểm tra đến những cái con công tắc nút nhấn này,
xem nó bị chạm chập không này, rồi là những cái con ví dụ như mắt nhận này, những con chiếc này xem có bị chập chạm chập gì không này. Đấy. Bây giờ trước hết mình sẽ kiểm tra cái con công tắc nút nhấn đi trước nhé. Kiểm tra bằng cách gì? Dùng đồng hồ đưa về thang đo thông mạch. Chúng ta sẽ chạm kim vào. Cái đồng hồ này nó có vấn đề rồi. Đây. Chạm kim mà nó đèn sáng kêu bíp này, nghĩa thông mạch nha. Rồi. Công tắc nút nhấn này rất thường xuyên hay hỏng đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con này mình sẽ đo thử xem là nó có thông mạch hay không. Nếu mình ấn, khi mình đo mình ấn mà nó thông mạch nghĩa là nó còn tốt nhé. Đây, công tắc là 4 chân. Mặc định 2 chân này là, 2 chân như này là thông nhau nhé. Còn 2 chân bên này là khi mà ấn một phát, ấn trên này, ấn này thì nó mới thông nhé. 2 chân này này, đấy, 2 cặp trên này ấn thì nó mới thông, còn 2 cặp trên này nó thông sẵn rồi. Thông sẵn rồi thì mình đo vào đây thì nó sẽ thông này. Đấy. Đây, hai cái này đo thông này. Đây là vấn đề. Đấy. Thông này nha. Hai cặp này đo là nó thông sẵn rồi này. Hai cặp này. Khi mình ấn thì nó mới thông nhé. Đấy, mình ấn này. Ấn không thông tức là công tắc bị hỏng. Đấy, cái này cũng thế này. Không thông nhé. Cái này công tắc bị hỏng các bạn ạ. Ta muốn nhấn để lâu ngày nó bị hỏng. Không thông. Khi mà thông mình phải kêu bíp và điện đèn nó có sáng đấy. Không thông đấy. Kiểm tra sơ bộ là toàn bộ những cái công tắc nút nhấn này bị hỏng đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ thay bằng công tắc nút nhấn này nhé. Đây mình sẽ lựa chọn xem những cái công tắc nào mà nó vừa với chân đấy thì mình lấy. Mình sẽ lấy mình đo này, đo cái chiều cao của cái công tắc này, chiều cao của nút nhấn này này đấy, mình sẽ đo cái chiều cao này vừa thì mình thay nhá, 6 cái 1 2 3 4 5 6 này, đây 6 cái nhá, mình lấy đủ 6 cái này, mình vừa mỏng hàn nhá. Dùng một hàn để hút cái chân ra. Các bạn có thể cầm tay này, các bạn dùng cái một hàn các bạn díu đây, sau các bạn bẩy lên là tự nó bong ra, hoặc là dùng máy hút thiếc này, có máy hút thiếc thì dùng máy hút thiếc này hút. Đấy. Đây sẽ hướng dẫn các bạn này, các bạn cầm cái tay vào đây, các bạn bảy khi mà các bạn dí vào hoàn mà các bạn đẩy bảy là tự nó bong lên nhé. Để các bạn dễ nhìn. Đây, cái cũ này. Gỡ
hết đi, nó hỏng hết thì mình gỡ hết đi. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái cũ này. Mình thay bằng 6 cái mới này. Đây. Đấy. Đấy. Mình dùng bàn chải hoặc chổi cọ, mình cọ qua những cái cọ bụi để cái bụi dính ở đây mình cọ đi. Xong các bạn dùng kìm các bạn bấm này cho thẳng chân nha, nha thẳng chân ra để nó dễ cắm vào kia mà. Đấy, thẳng chân ra, cắm vào đây. Bây giờ mình sẽ hàn định vị nó vào đây, tí nữa mình sẽ chấm một lượt thiếc đằng sau cho nó cố định nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chấm một lượt thiết thang lần sau này cho nó cố định nó chắc chắn vào nhé. Rồi bây giờ cắm điện để thử các bạn xem nhé. Cắm này kìa. Bật này.
bật này nút này nữa. Đấy, nó quay nhá. Đấy, chúng ta quay rồi này. Chu xương thì nó không có nước nên nó không đóng. Đi không? Đuổi muối. Tắt. Rồi. Mình thay xong cái này, mình cảm nhận theo kinh nghiệm mình là ok, tí mình sẽ lắp vào để mình thử các bạn xem. Vấn đề tiếp theo là cái cảm biến nhiệt này. Giờ đang báo là bao nhiêu nhỉ? 34 độ. Đấy, ở đây thì đây cái quạt này mình bật cho các bạn xem này. Này. Vào 30 độ nhá. Bạn nhìn rõ không? Đấy. 30 độ đấy. Đấy, vào 30 độ nhá. Đây. Điều hòa. Điều hòa để 30 độ nhá. Đấy. Cái quạt kia vào 30 độ nhá. Mà đây nó dưới này nó báo là 32 độ. Đấy. Như vậy là chênh nhau 2 độ. Tắt đi này. Đấy. Cúp điện ra này. Vấn đề của mình là bây giờ kiểm tra cái đây. Cái độ dò nhiệt. Mình sẽ cắt cái này ra. Đây nhé, cái đầu dò nhiệt này. Cần ngủ. Đấy. Đầu dò nhiệt này nhá. Đấy. Để thay bằng cái này. Cái này rắc cắm nó này không bằng các bạn. Cắm này này, dạng này này, thì ra là nó hơi lệch nhau. Và để các bạn xem nhé. Đây, dạng này hai chân, dạng này ba chân. Cái cũ của nó nguyên bản nó là ba chân, cái này của nó là hai chân. Mình cắm lại thử xem này. Bây giờ mình sẽ tách xa, tách cái đầu dò này ra này, khỏi cái sợi dây này, xem là nó có hại nhiệt không nhé. Bật lên nhé. Tiếp này do cái phun sương không có nước. 4332 độ. Mà cái kia là 330, cái này 332. Tắt đi này. Thì bây giờ mình sẽ phải thay cái đầu dò này. Các bạn sẽ hàn hai chân nó vào đây. Hoặc là các bạn cắt đầu này ra. Nối, cắt nối nhé. Đây. Cái này là cái theo máy này. Đây là cái mình mua mới này. Mình sẽ hàn đây nhé. Hàn cho nó dễ, cắt nối nó phức tạp, cuốn kiểu bằng keo này kia. Thực ra nó
chân, giáp ba chân nhưng mà hai chân hai bên thôi nhá. Đây hai chân hai bên thôi. Cắm điện thử xem nhé. Cái này cho bạn dễ nhìn này. Bật lên này. Nó vẫn báo 32 độ các bạn. Rồi, vậy là mình để một lúc nó vẫn báo 32 độ. Đấy, bây giờ mình cắt cái... Đấy, bỏ cái miếng... miếng nhựa bên ngoài đi, bật này cho nào. Hay báo lên 33 độ. Do cái công thức nó nên tính toán nó nhập ở trong này, nó lập trình ở trong cái bo mạch này. Đấy, nó sẽ đo và nó biểu thị trên kia là 32 độ, trong khi cái này chỉ 30 độ. Đấy. Cái này là hàng châu Âu nhá, hàng chuẩn châu Âu nhá. Đấy. 30 độ. Đúng như điều hòa, đúng như điều hòa để 30 độ. Đấy. Chuẩn châu Âu lại 30 độ mà cái này nó vẫn 32 độ, mặc dù mình đã thay cái đây cảm biến nhiệt mình thay mới luôn, cảm biến nhiệt cũ của nó đây, đây vẫn 32 độ, khả năng là do cái lập trình của cái con vi xử lý này, đấy, thôi không vấn đề gì, mình cứ để cho nó như thế đi, chênh lệch như 2 độ như thế, mình trừ đi là vừa, rồi, thế thì bây giờ tắt đi này. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cách khắc phục cái công tắc nút nhấn kia. Bây giờ mình sẽ lắp vào, xong mình thử lại cho bạn xem nhé. Rồi, sau khi mình lắp vào hộp vào thì đây là thành quả nha các bạn. Đây, mình sẽ bật cho bạn xem này. Bật này. Đấy. Số 1 này, số 2, số 3, 1, 2, 3. Đấy, chỉ có đây là cái nút này chỉ có tác dụng là mở nguồn và bật số 1, số 2, số 3 thôi nha. Đấy. Như thế là hoạt động đúng chức năng của nó rồi. Đây, tiếp theo là nút số lên quay này, chức năng trái phải này. Đấy. Đèn có báo này. Đấy. Quay này.
Tiếp theo là phun sương này, mình đã đổ đầy nước ở trong bình này rồi thì cái đèn còi nó không kêu nữa và đèn nó không nhấp nháy nữa, nghĩa là đầy bình rồi. Mình sẽ bật phun sương này, đèn báo phun sương này. Tiếp theo là tạo ion này. Đây, đèn báo ion này. Còn đây là một cái lỗ này này. Cái lỗ này là ở trong này có bộ phận tạo ion âm. Này, tạo ion âm để mà cân bằng với không khí ion bên ngoài, môi trường bên ngoài là nó sẽ cân bằng nhá. Đấy. Tiếp theo là đuổi muỗi này. Đèn đuổi muỗi sáng này. Cái bộ phận đuổi muỗi nó ở sau lưng này, nó có tác dụng đuổi muỗi, tạo ra cái tần số để đuổi muỗi gì. Cái đấy mình không rõ lắm, người ta thiết kế như thế. Đấy. Đây là tắt này. Đấy, tắt cái này, tắt toàn bộ luôn. Đấy, mở này. Đấy. Còn cái nhiệt độ này này, mình đã dùng một cái mẹo các bạn ạ, mình dùng mẹo là dùng cái tấm tản nhiệt của con IC7805 của cái mạch cũ. Đấy, bỏ đi mình dùng cái tấm nhôm tản nhiệt để mình hàn vào cái bo mạch. Hàn vào cái vỉ mạch, cái đường mác của vỉ mạch để gì? Nó tản bớt cái nhiệt ở trong cái vỉ mạch đi, vì nó nóng lên mà. Hàn lên nó tản đi, nó không bị cộng hưởng với cái sợi dây cái đầu dò cảm biến nhiệt nữa, thành ra là trong này chỉ mỗi nhiệt độ thuần của đầu dò cảm biến nhiệt thôi. Đây bây giờ mình bật cái còi cho bạn xem nhá. Đây. Đấy, báo đúng bao nhiêu độ. Đấy. Đấy, bao nhiêu độ này? Số 2 này. Số 3, số 4 này. Bao độ này. Đây là chức năng này. Đấy, chức năng đảo hướng số 8 đấy. Đây là chế độ gió thoảng này, còn đây là hẹn giờ này. Đấy, hẹn giờ. Đấy. Rồi mình tắt đi nào. Cũng 3 độ nha. Đấy, 3 độ này. Tắt này. Bên này cũng 3 độ. Đấy. Như vậy là mình đã khắc phục được cái đầu dò nhiệt rồi nhá. Đầu dò nhiệt cảm biến nhiệt ấy là mình nó cộng hưởng với cái vỉ mạch nó nóng lên, cộng hưởng thêm 2 độ, nó tăng thêm thành 32 độ. Mình đã dùng một cái tấm tản nhiệt của cái tấm nhôm tản nhiệt nhỏ bằng đầu ngón tay này của cái con IC bên mạch cũ vứt đi. Mình lấy đó mình hàn vào cái đường mát của cái bo mạch này, làm cho cái nhiệt độ tăng thêm. Đấy, nhiệt lượng ấy nó sẽ bị tản sang cái tấm nhôm đấy, nó làm mát cái mạch đấy, thành ra là trên này chỉ còn nhiệt độ thuần của cái đầu dò cảm biến nhiệt thôi. Đấy, thế là mình đã khắc phục xong tất cả chức năng ở trên đây, đều đã xong rồi, rất đơn giản thế này thôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.